Xin chào các bạn, mình đang ở trên sân thượng của một khách sạn ở Đà Nẵng gần với sân bay. Ở đây thì không chỉ ngắm máy bay hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng được, mà còn ngắm được các máy bay đang bay ở độ cao hành trình ngang qua bầu trời thành phố Đà Nẵng. Sân bay Đà Nẵng cũng là giao điểm của rất nhiều đường bay quốc tế. Tuy nhiên, bởi vì các máy bay bay hành trình ở độ cao trên 10 km cho nên mắt thường rất khó phát hiện ra chúng, và kể cả camera cũng khó lấy nét được máy bay. Tuy nhiên, nếu chiếc máy bay đó hình thành các vệt trắng kéo dài phía sau các động cơ của máy bay thì lại rất dễ dàng phát hiện và lấy nét được chúng. Vệt trắng này chính là các tinh thể băng li ti do hơi nước trong khí thải của động cơ máy bay kết hợp với độ ẩm không khí đã ngưng tụ khi gặp khí lạnh trên cao. Để hình thành các vệt trắng này cần có điều kiện kết hợp giữa khí thải của động cơ máy bay và điều kiện khí tượng. Do vậy, không phải chiếc máy bay nào bay ở độ cao hành trình cũng kéo theo các vệt trắng này. Như hôm nay ở Đà Nẵng, mình thấy không có nhiều máy bay kéo theo các vệt trắng này ở đằng sau. Có lẽ là do điều kiện độ ẩm không khí. Và tất cả các máy bay mà mình gặp đang kéo theo các vệt trắng này ở đằng sau đều là máy bay của cùng một hãng hàng không, đó là hãng Thái Airways. Như vậy có lẽ điều này liên quan tới nhiên liệu của máy bay. Nếu gặp hôm mà điều kiện khí tượng thuận lợi thì có khi các vệt trắng này tồn tại rất lâu trên bầu trời sau khi chiếc máy bay đã bay qua. Tuy nhiên, hôm nay thì các vệt trắng không kéo dài và tan ngay sau khi máy bay bay qua. Đây có lẽ là một chiếc Airbus A350 của hãng Thái Airways. Nhìn rõ chiếc đuôi màu tím của máy bay. Và tiện thể mình quay một chiếc máy bay thân rộng hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng. Đây là chiếc Airbus A330-300 của hãng hàng không Hàn Quốc Golden Air. Thêm một chiếc máy bay nữa đang bay hành trình trên bầu trời thành phố Đà Nẵng. Đây có lẽ cũng là một chiếc Airbus A350 của hãng Thái Airways.
Các ve tráng được ánh mặt trời chiếu vào trông rất đẹp mắt. Đây vẫn là một chiếc máy bay của hãng Thái Airways. Có thể nhìn rõ chiếc đuôi được sơn màu tím của máy bay. Và các bạn có nghe thấy tiếng động cơ cánh quạt hay không? Đó là một chiếc trực thăng vừa cất cánh ở sân bay quốc tế Đà Nẵng. Chiếc trực thăng này là loại Mi-8. Này thì thuộc loại Mi-17. Đương nhiên là các chiếc trực thăng này sẽ không hình thành được công việc hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.